Vĩnh Long ưu tiên hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư 4 dự án giao thông trọng điểm. Chính phủ ưu tiên bố trí 7.187 tỷ đồng để đầu tư 4 dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, gồm nâng cấp quốc lộ 57, quốc lộ 53, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Cụ thể, thứ nhất, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 875 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 39,19 km, thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Cùng với đó, xây dựng một đơn nguyên cầu mới độc lập, rộng 7m đối với chính cầu và mở rộng mặt cầu cũ một cầu, cầu Cây Gia. Thứ hai, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 39,18 km, điểm đầu tại km 11+295 thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điểm cuối tại km 56+000 thuộc địa phận xã Phương Thạch, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dự án sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ này thành đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng nền đường 12m. Trong tổng số 39,18 km sẽ nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu dài 21,68 km và làm mới tuyến tránh dài 17,5 km. Thứ ba, dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối tỉnh Tiền Giang với Vĩnh Long dài trên 6,6 km, có tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Thứ tư, dự án đường bộ cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 22,97 km, giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe nên đường rộng 17m, giai đoạn 2 xây dựng 6 làn xe cao tốc nên đường 32,25m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1 năm 2021, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác vào tháng 4 năm 2023.